Xin chào mọi người. Chào mọi người, chào mọi người buổi tối an lạc nha. Giờ này chắc khuya rồi, mọi người đi ngủ hết rồi. Bây giờ là 22 giờ rồi. Nhưng nên là chắc là sẽ có ít người tham gia cái livestream này. Mình cũng hy vọng ít ít vậy là mọi người hỏi ít, mình sẽ trả lời nó dễ hơn. Mình sẽ dành khoảng 30 phút cho tới 45 phút mình sẽ chia sẻ về một số cái kinh nghiệm vượt qua sóng gió trong cuộc đời cho những người mà tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, ở trong cái năm này. Tại vì sao mà nói như vậy, thì vì là năm Kỷ Hợi đối với người tuổi Quý Hợi là một năm cực kỳ khó khăn, với trực thái tuế ở chính diện, cái sao thái tuế ở chính diện của mặt của mình, cộng với là gọi là ngày năm tuổi ha, rồi là thiên can tương khắc, bản mệnh thì sinh xuất, cho nên là cực kỳ xảy ra nhiều điều khó khăn. Và điển hình nhất là một cái số cái mới có bước qua tháng 3 thôi, tháng 4 mới là tháng xui nhất của người Quý Hợi cả nam và lẫn mạng, nhưng mà mới chuyển qua tháng 3 thôi thì rất là nhiều cái việc không tốt xảy ra đến với những người tuổi Quý Hợi, đặc biệt là những cái nhân vật mà đình đám của YouTube, của mạng xã hội, cũng như là các cái con người ở cũng có cái bề dày thành tích làm ở trong cả quan trường rồi là rất là nhiều điều khác, thậm chí là mình đi đám tang cũng có người là đã mất mạng ở trong năm tuổi Quý Hợi, tuy là tuổi còn khá trẻ, thì mình cũng có một cái số gọi là kinh nghiệm mà có được ở trong cái cuộc sống, trong cái xã hội của mình, thì là mình chia sẻ tới mọi người. Hy vọng rằng đó là cái cẩm nang giúp mọi người, nói chung là giúp các em Quý Hợi, dù nam hay nữ mạng, thì nam mạng năm nay Quý Hợi thì xuôi thân nữ mạng rất nhiều, cho nên là thí dụ như là hai người cùng xuôi thì nam mạng là xuôi đến 90%, còn là nữ mạng khoảng 70% thôi, còn 30% còn lại vẫn sót lại. Cho nên là mình sẽ chia sẻ cái từ cái bản thân mình, cái kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng như là cái kinh nghiệm về tử vi phong thủy để mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn của mọi người ở trong giai đoạn này. Thì chào mọi người đông đông tí xíu thì mình sẽ chia sẻ luôn. Thì cũng đó là cũng là một cách để mọi người gọi là khống chế được cái sự khó khăn của mình, cũng như là cái động lực để mọi người thấy rằng là mình khó mình khổ, nhưng mà chưa chắc là mình khổ đâu, khó khổ hơn là những người khác còn khổ hơn mình, họ trải qua thăng trầm còn hơn mình nhiều. Nói thật sự ra mà nói thì với cái thân cương mệnh đa phần của những người tuổi Quý Hợi á, thì nữ mạng thì tốt đẹp, có nhiều cái phúc tinh ở trong thân cương mệnh. Tuy nhiên là nam mạng thì nó không được tốt đẹp như là nữ mạng. Người ta nói nam nhâm nữ quý mà, cho nên là nữ thì nắm chủ quý nó sẽ tốt, nhưng mà nam nắm chủ quý nó sẽ không tốt. Cho nên là vào cái năm mà vận hạn xui nhất của cái giai đoạn mà đầu đời, có thể nói là năm nay là năm xui nhất của các bạn Quý Hợi, là từ hồi sinh ra cho đến bây giờ. Năm nay là cũng giống như Nhâm Tuất anh nói năm ngoái, năm nay giữ được mạng đã là thiên tài, đã là hay rồi ha, đã là phúc rồi. Tại vì như sao, như đã nói là còn mạng là còn tất cả, mất mạng là hết, đúng không? Mất mạng là đi end liền, là kết thúc liền. Nhưng mà còn mạng là còn làm ra nhà cửa, con làm ra xe cộ, thậm chí là mình lỡ mà chồng nó ly dị cũng còn có thể kiếm thằng chồng khác ha, bị vợ nó ly dị, vợ nó gắm sừng kiếm con vợ khác là chuyện bình thường trong xã hội.
đừng để mất mạng ha, để mất mạng chết là hết rồi, không có còn cái được cái gì nữa đâu, cho nên là cố gắng lên. Thật sự mà nói là hôm nay là cái đầu rất là nhức, đầu anh nhức lắm. Trưa nay anh đi nắng về nó rất cực kỳ nhức luôn. Nhưng mà thôi kệ, thì đọc qua một loạt bài báo, xem một loạt cái tin tức thì mình thấy rằng là thôi kệ, mình ráng đi, mình lên mình nói vài câu chia sẻ. Không phải là mình luận nhiều về tử vi thì chắc là cũng không đến nỗi nào là quá đau đầu. Mình cũng nói luôn là ở đây có một vài người hỏi mình là ất hợi tân hợi thì như thế nào. Năm nay trong cái những người mà tuổi hợi á, bị trực thái tuế đó, năm tuổi bị trực thái tuế là quý hợi sẽ nặng nhất, sau đó tới ất hợi, ất hợi 1995, sau đó mới tới tân hợi, tân hợi gốc kim, rồi mới tới đinh hợi đó. Cho nên là không có gì mà đúng rồi em. Anh đang nói ở đây là nói tới những cái nhân vật là đeo vàng đầy mình phải không? Phúc XO là 1983 người quý hợi, thì như toàn diện mà nhìn ra vẫn thấy rằng đó là anh ta chỉ dùng những cái chiêu trò để bia thôi, còn cái việc mà mua bán ma túy thì chắc chắn là sẽ không có rồi. Với anh nhận định, anh có nói với vài người, nói là nhìn cái mặt người này thì không thể nào là một người buôn bán ma túy được. Có thể là em trai của anh ta đó thì có thể là dám làm, chứ còn mặt anh ta không có đủ ác, đủ sống như vậy. Thì anh ta sử dụng chiêu trò để mình bia cái quán của mình, bia cái bản thân mình, thì showbiz thì cũng cũng vậy thôi. Thì anh thì nói chung đó là mình đừng có nói vậy, mình nói ở đây là mạng xã hội bây giờ là luật an ninh mạng nó rất là gắt gao, cho nên là cái việc đó thì tự thiên hạ nhìn sẽ thấy, tại vì người ta ghét thôi đúng không? Người ta ghét thùng rỗng kêu, kêu to, người ta tưởng đây là con cá mập, người ta muốn săn thôi, nhưng mà không ngờ săn chúng con cá không phải cá mập mà cá ốm đói, cá mập giả đúng không? Có cái vi, có cái vây thôi chứ còn không có được cái thân của con cá mập. Còn mới đây anh cũng mới đọc cái bài báo, cũng mới chia sẻ ở Facebook của anh đó, là con trai của một cựu lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng, cũng sinh năm 1983, cũng mới vừa bị gọi gần như là lột hết quan phục, nếu như mà theo tử vi ngày xưa là lột hết quan phục về làm thường dân, đúng không? Còn cái việc đó thì nó như thế nào thì cuộc đời mà ai không có lỗi. Ví dụ giống như anh thấy những cái chỗ khác đi, về cái karaoke khác, nếu như mà vào đó có dân chơi nào này kia tự chơi ma túy thì cao lắm phạt hành chánh, là lý do là để cho xảy ra tình trạng là chơi ma túy ở trong quán của mình rồi này kia. Còn này đưa qua tội sự tổ chức ha, tội này đi chắc cũng khá khá à. Còn cái mở quán karaoke ra, ai biết cái thằng nào nó vô nó chơi ma túy hay không, để nó tự nó chơi, không cho nó chơi ở trên bàn là được rồi, mình có nhân viên mình giám sát mình nhắc nhở đúng không, chứ còn đâu ai biết nó chơi không chơi, mẹ nó phòng nó mướn rồi, nó trả tiền rồi vô nó tầm bậy bạ đục cho mặt nó nhớ giỡn gì. Anh nói thật về như nè, càng về sát tháng tư tức là tháng kỷ tỵ đó của năm nay thì người quý hợi càng phải đề phòng nhiều thứ, bởi vì đó là cái điểm đen nhất, thì mình cứ tưởng tượng là đó là một cái hố, cho nên là mình đi đang từ 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 vào gần cái miệng hố rồi, cái tới cái điểm hố là mình rớt xuống rồi, cho nên là người quý hợi của mọi người thì phải cần cẩn thận. Ất hợi cũng không có nhẹ nhàng, tuy nhiên ất hợi thì không ảnh hưởng đến bổn mạng, chỉ chủ yếu là ảnh hưởng đến công việc, gặp nhiều khó khăn rồi tình cảm thôi, chứ còn người quý hợi là do bị sinh xuất bổn mạng, cái tháng mộc, 2 tháng mộc là tiếp tục bị sinh xuất bổn mạng nữa, cho nên là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Như anh nói vậy nè, thật sự mà nói là cái vấn đề của cuộc đời thì ai rồi cũng sẽ đi qua cái giai đoạn thăng lên rồi trầm xuống. Vấn đề là cái sự thăng trầm đó nó dạy cho mình được điều gì, mình phải trải qua thăng trầm
thì mình mới cứng cỏi hơn. Có thể cái sự khó khăn ngày hôm nay làm cho mình nhức đầu, nhưng mà như đã nói thì con người không bao giờ té vào một cái hố hai lần. Những cái sự thăng trầm đó dạy cho chúng ta được cái nhiều điều. Mọi người có thể nói tôi không ai mà trải qua thăng trầm nào đâu, có thấy ông giỏi như cả Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyễn Đức kia, ông làm như vậy đó mà mấy em thấy báo chí còn nêu ra không, cũng có thăng có trầm, chút nữa cũng phá sản. Tiền tài lớn vậy mà cũng phá sản, chuyện đó là bình thường thôi. Cởi trên con sóng to thì đôi khi con sóng nó cũng xuống thấp rồi nó mới lên cao lại được. Thì cuộc đời của người Quý Hợi cũng vậy thôi. Các em là do nắm chữ quý, người ta gọi là quý nhân, quý tướng, quý phúc, là có nhiều cái phúc trạch hơn, là một trong những cái tuổi có thể nói rằng là tụi em cũng gặp khá nhiều cái việc là may mắn. Tuy nhiên là không phải vì thế, ở trong may rủi cuộc đời thật sự mà nói nha, nếu mà xét đúng là trước năm nay là người Quý Hợi của tụi em thì nam mạng gặp khá nhiều thuận lợi, nữ mạng chỉ có khổ vì tình thôi. Tại vì người mà Quý Hợi thì anh đã nói ở trong cái clip mà chọn đời ấy, là người có cái mệnh gọi là biển mang đêm. Người thủy, mệnh thủy ha, tuổi thủy, rồi là hả thiên can cũng thủy, người là toàn nước, cho nên sức cái sự mềm dẻo. Gặp cái thằng chồng mà nó hơi khô cứng một tí xíu là có chuyện. Đối với người Quý Hợi nữ mạng thì như anh nói ha, người có chồng mà đi xa và cầm bỏ bông, cầm món quà tặng khoái hơn là cầm đống tiền đưa mà không có nói năng, không có gì hết. Người Quý Hợi nữ mạng thì cần cái sự gọi là một chút gì đó là phải chăm sóc họ. Người nam mạng thì ngược lại ha, người Quý Hợi nam mạng là người rất là dễ uốn éo, tự nhiên toàn thủy không, nó cũng vẫn có nhiều cái thuận lợi. Nói xét cho cùng thì người Quý Hợi cho đến giờ thì gặp thăng trầm nhưng không lớn, tức là có gặp khó khăn là gặp người khác cứu giúp, người khác đã giúp đỡ để mà vượt qua liền. Thì đấy là năm cực kỳ khó khăn, có thể nói là năm khó khăn nhất trong những cái năm từ được sinh ra tới đến bây giờ. Vì như đã nói thì anh đã nói ở trong cái video clip mà về cái năm Kỷ Hợi này đối với tuổi có can, nó có khó khăn sao, tại sao nói là nó khó khăn, tại sao là nó như thế đó. Nhưng mà các em yên tâm đi một điều nè, là mình á, có khó khăn thì mình mới tôi luyện được cái bản năng của mình, mới giúp mình khó khăn vượt qua khó khăn. Chứ cuộc đời anh á, nhiều người bây giờ thấy anh ở cái chỗ, tuy là hiện tại chỗ này của anh cũng là thuê, nhưng mà so với nhiều người là một cái chỗ rất là thoải mái. Anh có xe hơi, anh có khách sạn, anh có rồi nè, mọi thứ. Tuy nhiên là anh cũng có lúc thăng trầm. Anh nói thật với mọi người, có những lúc đó là anh còn nhớ đó là có những lúc đó là anh ăn mì gói là coi như là 7-8 ngày, mà mì gói không dám ăn là một bữa một gói, mà một bữa chỉ nửa gói thôi, ăn để cầm cự để sống. Rồi có cái người mà mậu ngọ, người mà nắm chữ mậu như anh đó thì nó khổ hơn. Thì có thể vì vậy chữ mậu nó hợp chữ quý, cho nên là anh sẽ cố gắng anh chia sẻ cho mọi người biết. Anh còn nhớ rằng trên đời này anh có nhớ rằng là như thế này. Hồi đó là anh lúc anh mới ra khỏi chùa, anh đi làm thì cũng căng nhầm lắm. Anh đi ra anh làm một quán pizza đó, anh làm được mười mấy ngày á, là công việc anh chưa có biết nhiều, thì gắn đầu lơ rồi chùi lơ rồi này kia, em chưa biết nhiều, cái người ta đuổi anh nghỉ. Lúc đó đi thì người ta bao cơm, đi làm thì người ta bao cơm về tối về ngủ ở nhà. Anh nhớ là bà hẹn tới đầu tháng mới lấy lương. Thì cái sự thăng trầm là như thế này, hỏi làm sao anh ở đó là còn 7 ngày nữa mới lấy lương. Anh nhớ anh còn có 40.000, 30.000 gì đó, anh ăn được 3 ngày là hết tiền. Hết tiền là phải chờ tới ngày lãnh lương. Mà cái ngày đầu tiên cái nhịn đói uống nước, cái nó sót sót ruột ha. Tới ngày thứ hai cái bắt đầu là đói, mới đầu là nằm
nằm lên cái đói quá cái uống nước riết cái đói quá cái lấy cái gối chằn lên cái bụng xong cái tới ấy nữa đói nữa cái úp người qua để cái bụng lên tới mức mà anh nằm như con cóc cái nằm vậy nè cái để cái gối vô cho nó ớt bụng mà anh tới cái ngày tối ngày thứ ba là sáng ngày thứ tư tức là trưa ngày thứ tư là mà anh phải đi 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 lấy lương thì anh để ý là ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba thì 3 ngày đó tức là 4 giờ sáng đó là có cái bà đó bà đẩy cái xe xôi và đi bán bà nói cái xôi nóng đi đúng không tới cái ngày thứ ba là anh phải nằm như vậy đó đói mà cồn cào mà nói chung là mình sợ mình chết cho nên mình phải uống nước nhiều uống nước rồi là lấy cầm cự sự sống mà lấy cái muối bỏ vô nước bắt đầu lấy đường bỏ vô hết đường lấy muối bỏ vô uống để nó cầm cự cho nó sống cái tới sáng ngày thứ tư là lúc đó thần thức mình mơ mơ màng màng rồi không còn chịu đựng được nữa rồi. Cái đó là cuộc đời anh nói vậy cái xong cái nghe bà đó bảo nó quá trời xôi nóng đi đầu là bung cửa ra bò ra ra chạy ra đường chặn lại cầm cái chạy ra nói giờ cô cho con cô bán cho con thiếu 5.000 xôi con ăn đi bây giờ ngày sáng mai con mới đi lấy tiền mà con nhịn đói 3 ngày rồi bà nhìn mình là bà biết mình nhịn đói 3 ngày rồi ốm hốc hác nhìn ghê lắm nói chung là hai con mắt cũng lòi đó rồi cái bà bán cho anh 5.000 xôi chú bà làm cho một tô bà kêu con vô lấy cái tô này bà chụp cho một tô anh nói thật luôn cuộc đời của anh là 41 năm thì chưa có cái miếng gì ngon như cái miếng xôi ngày hôm đó thì sau này anh có quay lại đó khi mà sau này em có làm ăn được rồi này kia em cũng có quay rồi đó anh cũng có chơi với bà có con bà rồi này kia nhưng mà sau thì bà về quê rồi cũng không có còn được cái gọi là cái duyên để mà mình kết hợp với bà nữa để mình trả ơn nó được đối với anh trên cuộc đời này thì thật sự sự tới bây giờ thì anh ăn tôm lobster của Mỹ Alaska của Mỹ rồi ăn mọi thứ đồ ngon anh ăn rồi nhưng với anh chưa bao giờ món gì ngon hơn gói xôi ngày hôm đó và anh nói với em không ăn đói mà ăn vô ngấu nghiến ăn vô mới rồi mới là cái cảnh mới nguy hiểm thì thật sự mà nói mình đói quá cái bao tử mà nó tép lại mình ăn vô trời ơi anh nói nó đau hả có thể nói là chưa có gì, cái gì đau hơn ngon thiệt nhưng mà nó đau kinh khủng đó rồi cái đầu anh đi lấy tiền đó và trong cái đầu đi kiếm việc khác làm mới đầu sinh ra thì cuộc sống của cái người Quý Hợi ở trong cái giai đoạn mình cũng vậy phải gắng gượng mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn bằng cách là mình cố gắng nhịn nhục mọi chuyện nó có xảy ra tai bay vạ gió thì đừng có vì cái nản lòng mình gặp nhiều cái thuận lợi từ xưa giờ bây giờ rơi vào cái năm mình chịu nhiều khó khăn mà nản lòng rồi phải làm cái chuyện bậy bạ mất đi cái mạng của mình cũng như là mình đi ra đường thì năm nay mình biết mình xui rủi thì đừng có chạy xe ẩu nhậu xỉn thì kiếm cái xe taxi đi về rồi là ví dụ mà lỡ có gây lộn chửi bới với ai thì mình cũng bỏ qua để mà coi như là mình nhịn nhục để mà mình bước qua được cái sự khó khăn thứ hai nữa đó là mình tích phước mình làm cái việc thiện này làm cái việc thiện kia có thể là năm nay là mình làm không có đồng nào hết. Mình phải bỏ tiền túi ra nhưng mà mình không mất đi cái gì khác là được thật sự mà nói là đối với cái người mà gặp cái vận xui thì nói việc tiền là giống như một cái con người mà đứng vào cái vũng bùn nếu như em càng lúc lắc em càng quẩy vụa thì nó càng chìm em xuống hơn cái đó là anh nói thật Quý Hợi nữ mạng thì nhẹ nhàng thật sự ở trong năm nay tuy là cái năm anh dự đoán là cũng là nam la hầu nữ kế đô tuy nhiên là nó đỡ hơn kế đô hành kim mà cho nên nó đỡ hơn là la hầu hành hỏa nó khắc kỵ nó làm cho cái người Quý Hợi gặp rất rất là nhiều khó khăn anh cũng nhắc lại ha Quý Hợi sẽ gặp nhiều khó khăn nhất là ở trong cái tháng tư nhì là tháng 10 tuy nhiên Ất Hợi thì ngược lại tháng 4 nhẹ hơn nhưng mà tháng 10 là tháng Ất Hợi luôn thì cực kỳ khó khăn cho nên là
người Quý Hợi thấy cái càng sát cái tháng tư thì càng có cái nhiều cái điều nó không có tốt đẹp. Anh thì nói thăng trầm trong cuộc sống thì anh nói anh làm ăn, anh có cơ ngơi có đầy đủ, rồi một ngày anh cũng không còn gì hết. Anh còn nhớ cái nhà này anh ở nè, năm 2017, năm 2016, 2017, tức là cái năm mà anh đã bắt đầu 2015, 2016 là anh đã bắt đầu khó khăn rồi, rơi vào 3 năm tăm tay. Tuy nhiên là khó khăn nhất của anh vẫn là 2016, 2017. Cái khoảng thời gian mà gọi là năm tăm tay đó. Anh nói anh chia sẻ mọi người anh tươi vui em đồ này kia thì chứ thật sự là tiền nhà anh không có đóng, mọi người hỏi anh không có lấy tiền mọi người, nhưng mà tiền nhà anh không có đóng. Bây giờ thì anh làm YouTube thì YouTube nó trả anh mỗi tháng nó cũng ra được đủ tiền để đóng tiền nhà, đủ tiền để trang trải cuộc sống. Tiền nhà không có đóng, tiền điện không có, thậm chí là tiền nhà không có đóng đến nỗi là người ta khóa cái cửa ở ngoài. Anh giả bộ anh ở trong nhà mà anh giả bộ là anh đi vắng, người ta khóa cái cửa ở ngoài. Mà tại vì anh cũng khóa cái cửa bên ngoài, anh lấy cái ổ khóa anh bấm cái cửa bên ngoài á, rồi anh ngủ ở trong nhà này, để người ta nói rằng là ở bên bên ngoài nó khó khăn, coi như là anh không có ở nhà. Để cái đầu xong người ta tức quá người ta không khóa thêm một cái khóa khác nữa, nhốt anh ở trong nhà. Rồi anh nói thật với em, ở dưới cái chung cư anh có 4 cây sa kê, anh từng phải chiên sa kê ăn trừ cơm. Nó gọi vào với những cái năm khó khăn, người chữ mậu thì cái cung bậc khó khăn của họ rất là cao. Anh nói thật sự sự mà nói gọi là gì, anh giỏi để anh tính toán không, anh nói xin lỗi với anh không có thua ai hết. Anh siêng làm không, anh làm là mọi người không bao giờ làm lại anh. Một ngày anh chỉ ngủ 2 tiếng thôi để mà anh làm, anh giúp anh làm cái công việc của anh, nếu như cái công việc đó cho anh tài chính anh phấn đấu thì thiệt sự là nói mà ai là tuổi Mậu Ngọ sẽ biết rằng người Mậu Ngọ họ siêng cỡ nào, họ tham việc ra sao. Tuy nhiên là không vì vậy mà họ không gặp thất bại, họ không gặp khó khăn. Cuộc đời thì cũng như đã nói là có lên có xuống, cái việc lên xuống đó anh nói nha là phúc thì không phải họa, tức là đã lên rồi thì không bao giờ gặp họa, nhưng mà là họa thì đừng mong tránh. Nó đến sớm đến muộn, đến nặng đến nhẹ là do cái phúc của mình khi sống mà tạo ra đó. Chứ đừng có nghĩ rằng đó là mình sẽ tránh được, mình giỏi mình sẽ tránh được, không có ai tránh được hết. Thấy không? Số ông trời ông kêu đi tới đó sẽ phải gặp họa thì mình sẽ phải gặp thôi. Nhưng vấn đề là thí dụ giống như mình tu nhân tích đức, mình làm việc thiện được nhiều thì khi tới đó cái việc khó khăn nó sẽ qua một cách nhẹ nhàng. Anh cũng chia sẻ với mọi người, với nhiều người nói anh khi mà anh dở cái tử vi ra mình coi cho bản thân mình vận dụng nó mình vượt qua khó khăn, thì anh cũng nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ làm được như anh thôi. Ai cũng có thể vận dụng để mình tự may mắn. Bản thân anh như đi xem tử vi cho mọi người đi, anh dở lá số mọi người ra, anh biết thí dụ như hôm nay anh biết người Quý Hợi của năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu như người nào có duyên đến gặp anh, cho anh cả ngày tháng giờ sinh, ngày sinh giờ sinh mọi thứ, nói chung là bát tự ngày sinh đầy đủ, thì anh tính ra là người này là so với những người sinh năm Quý Hợi là một người may mắn. Thí dụ như là 7 điểm thì năm nay của em tuy gặp khó khăn nhưng không có việc gì hết, nhưng mà anh tính anh thấy người này là chỉ có 3 điểm thôi, thì anh sẽ nói rằng người này sẽ gặp, em sẽ là cái người gặp rất rất là nhiều khó khăn ở trong cái năm này. Còn vượt qua như thế nào thì đều là do cái nỗ lực của mọi người, chứ anh không giúp được. Nhiều người gọi anh hỏi anh ơi anh giúp giùm em đi, thật sự mà nói thì anh cũng biết anh giúp cái gì nữa, vì anh không phải là em, anh không thể nào giúp em được. Anh chỉ biết rằng năm nay nó xấu nè, nó tốt, nó như thế này thế nọ, thì em phải tự biết là nó xấu thì mình xấu thì mình như thế nào. Chịu khó đi làm việc thiện, có thể là đi cho quà từ thiện, có thể là đi cúng chùa, có thể là xây dựng tượng để mà vượt qua khó khăn.
chứ không phải là bây giờ cứ anh ơi em giúp em đi. Anh nói thật sự, nếu như anh có đủ năng lực mà giúp được mọi người vượt qua khó khăn, thậm chí thí dụ giống như là nhiều lúc anh nói anh thấy người đó là chắc chắn năm nay bổn mạng rất nguy hiểm, nhưng anh cũng chỉ nói là năm nay em xấu lắm đó nha, cẩn thận cả luôn bổn mạng của mình, chứ anh không thể nào nói rằng à người đấy vậy ngày kia. Hãy nhớ một điều nè, người ta nói là thiên cơ thì bất khả lộ, mà lộ ra thì chắc chắn sẽ phải có người chịu trận. Anh cứu tụi em một nạn, anh giúp tụi em một nạn thì nạn đó sẽ được chuyển qua vai anh. À thì anh cũng, tại sao mọi người cứ hỏi anh sao hay bệnh quá vậy, hay như thế này thế kia. Anh đi đến xếp phong thủy một cái nhà nào đó, gặp cái nhà đó nó nhiều cái thành phần xấu quá, anh xếp phong thủy tức là anh đuổi họ đi, thì dĩ nhiên là họ phải theo anh, họ phá chứ, họ phá được, họ không thể phá được anh hoàn toàn, nhưng họ cũng phải làm anh suy chuyển vài phần trăm về sức lực chứ. À đúng không, thì cái mọi người cũng vậy thôi. Mọi người mà gặp, ví dụ như những năm mà mọi người mà gọi là hưng thịnh, mọi người có cái vận niên vận hạn tốt, sao mạng tốt, thì mọi người giống như là mọi người mặc một cái áo, cái quan bào vậy, cái áo nó phát sáng, nó tốt, thì cái những cái âm hồn, những cái xấu nó không đến gần với mình được. Nhưng cái năm mà mình không tốt, cái đó mình nó đen thui à, tức là không có ánh sáng, thì mấy cái kia nó dễ tới lắm. À, nó làm cho mình sẽ xảy ra nhiều chuyện bất chắc, tự nhiên cái chuyện đó nó không đáng, đúng không? À, mình nghĩ mình làm nó không có đáng gì hết, tại vì mình không suy tính, rồi mất phước cái rồi cái là có chuyện. Mà những người quý hợi nam mạng năm nay thì cực kỳ rất dễ xảy ra. Anh có chia sẻ là anh mới nói là anh vui vui anh để lên Facebook của anh đó là không chịu xem video clip 1983 của anh Ba Tử Vi cho nên là mới xảy ra chuyện. Có nhiều người nói là trời mấy ông Tử Vi, có người bình luận dưới nói anh đó, trời mấy ông Tử Vi chờ người ta xảy ra chuyện rồi bắt đầu mới nói mới đem vô. Anh nói thật sự cái video clip anh làm trước Tết rồi, đúng không? Anh nói những người quý hợi là nam mạng năm nay xảy ra sao hết rồi. Anh tới giờ mấy video clip của anh từ nói về năm 2017, 2018, 2019, anh vẫn chưa xóa, anh vẫn còn để cho nó. Mọi người lấy ra, mọi người thí dụ như ai chưa chiêm nghiệm thì lấy ra chiêm nghiệm xem cái nó đúng không. Rồi cũng có mọi người nói rằng đó là cách đây một hai ngày, thậm chí là ngày hôm nay nè, anh ơi sao anh nói rằng ở trên video anh chia sẻ rằng anh nói là ai muốn hỏi gì thì comment hoặc là nhắn tin vào Facebook anh sẽ trả lời. Thì anh nói thật sự mà nói vậy nè, anh rất rất là muốn giúp được nhiều người bằng cái tâm thật lòng. Anh đang livestream mà có người gọi, anh nói là anh thật sự đâm thề với lòng là anh rất muốn giúp mọi người, nhưng mà mọi người cũng thông cảm rằng nó là như vậy. Rồi quay trở lại, mọi người thông cảm, có người đó đang nói, có người gọi điện nó văng ra. Thì là mình trả lại như vậy là mình thật sự là rất là muốn giúp mọi người. Tuy nhiên là như đã nói thì ai cũng có cuộc sống, ai cũng có gia đình, mình cũng có cuộc sống riêng của mình, mình cũng có gia đình, cho nên là mình phải lo cái việc cuộc sống, lo cái việc gia đình xong thì mình mới sẵn lòng giúp thiên hạ. Chứ còn bây giờ giúp cho mọi người nói vui nhé, mọi người đâu giúp cho mọi người cứ ăn cơm nhà dắt tù bà làm chuyện hàng tổng thì đâu được, đúng không? Mình phải có cái công việc của mình làm xong công việc của mình thuận duyên thì mình sẽ giúp đỡ mọi người bằng cách rất là hay. Thì năm nay anh cũng nói với vậy những người quý hợi đó là tụi em không phải nhịn không đâu. Quý hợi nam mạng nha, nữ mạng thì tụi em đỡ hơn. Nữ mạng tụi em thì chủ yếu là về phần sức khỏe, đặc biệt là hai cái tháng 3 và tháng 4 này là hai cái tháng vừa sinh xuất bản mệnh của tháng, vừa sinh xuất bản mệnh của năm luôn, thì sức khỏe người của mình nó không được khỏe lắm.
Cho nên là nó cũng gặp cái nhiều cái điều mà nó không được tốt đẹp. Trở lại là cái việc anh chia sẻ với mọi người, mấy em tuổi Quý Hợi ha, là chưa chưa phải là xấu nhất. Bắt đầu vào tháng 4 thì nó mới là tháng kinh khủng. Cho nên là nếu như mà tháng 4 mà nam mạng mà vợ nó có quật thì cũng im ha, ra đường thì nhịn, gặp anh thì đi chùa nguyên tháng cho nó chắc ăn. Thì bây giờ nói làm sao bây giờ? Anh đã nói rồi là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh. Nó chỉ đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ mà thôi. Anh khỏe Châu ơi. Nhìn anh lúc nào là cũng khỏe không? Dù đằng đầu anh đau nhưng mà anh vẫn đang cười. Thật sự mà nói là trong một tuần mà anh thấy rằng là 4 năm em tuổi Quý Hợi gặp nạn. Đầu tiên là bị một cái vụ tai nạn thảm khốc làm vài người đi ở ở quốc lộ 20 giai đoạn Túc Trưng, là một em Quý Hợi. Xong rồi là mới đi đây đây là một em nam Quý Hợi nữa là ra đi không lời từ giả. Rồi Phúc XO cũng Quý Hợi. Rồi mới hôm nay nữa là Nguyễn Bá Cảnh cũng Quý Hợi, đều là gặp nạn hết. Thì anh nói rằng một điều này, mấy em Quý Hợi nam mạng thì thường là không có tin. Anh khẳng định luôn là tụi em không có tin. Tụi em gặp nhiều thuận lợi từ từ nhỏ tới bây giờ. Nhưng bây giờ năm nay thì phải nên tin đi. Anh khẳng định một điều như vậy. Quý Dậu thì năm nay cũng là bắt đầu của năm Tam Tai, chữ kỷ nó khắc của chữ ký chữ quý. Cho nên là cần cẩn thận ha. Người kỷ hợi thì tháng này là tháng mộc luôn, cho nên là cũng đỡ anh. Dù là người năm nay người kỷ hợi thì bị trực thái tuế thật, nhưng mà cái chữ kỷ nó cùng hàn cùng mạng, cho nên là chỉ là gặp chuyện khó khăn thôi, chứ không không ảnh hưởng nhiều đến bổn mạng. Anh nói thật sự với em đó là 4 ngày này anh phải liên tục, tới ngày chia tối ngày hôm qua là anh mới mới bắt đầu rảnh rảnh hơn. Là trưa ngày hôm qua anh mới cúng khai trương khách sạn của anh xong. Cho nên là em mấy em biết rồi đó, là gần khai trương thì phải chuẩn bị cái này hoàn thiện cái kia, mình phải chỉ đạo cho nó xong xuôi đâu đó mình khai trương nó sẽ tốt đẹp. Anh nói thật chứ như tụi em nhớ, tại là gì, cái khách sạn của anh là nó nằm trên một cái vị trí rất là xấu về phong thủy. Anh phải dùng rất là nhiều tâm lực của mình để chỉnh sửa lại cho nó tốt đẹp. Anh nói vui với cái chỗ đó là ngay cả cái thằng em của anh nó ngủ ở trong cái quầy tiếp tiếp tân hãy, mà nó ngủ ở nhà thì làm sao ra đó nó ngủ là bị bệnh. Mà anh chỉnh sửa phần phong thủy mới vừa xong thì anh mới khai trương ngày hôm qua, thì hôm nay có người đến đối diện cái ban quản lý dự án đối diện nó qua nó đòi thuê luôn, với cái giá trọn gói là mấy chục triệu, nó trả cho 2 năm luôn, khỏi phải làm gì hết, khỏi phải tốn nhân công gì hết. Chắc là anh xếp phong thủy cũng được được. Khách sạn của anh ở Bến Tre. Nói chung là anh nói như là tất cả làm từ từ tâm á, thì mọi chuyện nó sẽ hanh thông. Anh thì tới giờ phút này thì có thể nói là chắc là cũng mát tay đi đến giúp phong thủy mấy chỗ, thì đều mọi người không có ai phải gọi điện mà cầu cứu cứu anh nữa, tức là họ mọi việc họ làm họ hanh thông, họ 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 công việc họ đều đặn. Chứ nhiều khi anh nói vui, có nhiều người nói với anh, anh xin phép anh bán nhà, bán cái nhà chứ đâu phải bán mớ mớ rau đâu, mới xin có 7 ngày, trời ơi anh sao chưa bán, em chưa bán được cái nhà nữa, tới hồi chưa hết tháng nó bán được cái nhà rồi, cái cười. Cái gì cũng vậy, nó phải từ từ, nó mới 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 tới thời tới điểm nó mới được.
chứ không phải là nói là được cái là được liền, đâu có. Cái gì nó cũng vậy chứ, anh cũng chỉ là hỗ trợ nó tốt hơn. Anh không có xài ngải, anh không có biết xài ngải. Anh cũng chỉ là sử dụng những vật phong thủy, sau đó anh trì chú ở bên Phật có một cái bộ chú trì vào những cái vật phẩm đó, là giống như cái phép làm ăn, làm cho cái gia chủ, làm cho cái người hợp mệnh ở cái vật phẩm đó nó tốt đẹp hơn. Năm nay là thật sự mà nói là một năm do là bận làm ăn ở bên ngoài để kiếm kinh phí để đi làm từ thiện, cho nên là hả anh thiếu nợ mọi người nhiều. Anh sẽ cố gắng anh thực hiện trong cái khoảng thời gian tới, là nếu như những cái tuổi nào bắt đầu từ cái tuần này mà anh làm thì anh sẽ làm luôn cả 10 tháng còn lại, chứ không có thí dụ làm tháng 3 tới tháng 12 luôn, chứ không có làm 6 tháng nữa thì mọi người vẫn có lợi hơn, đúng không? Được, coi luôn 10 tháng. Thứ nhất là anh ba là người không có biết xài ngải, anh ba là người đạo Phật, cho nên là anh ba chỉ biết có những cái vật phong thủy tương trợ bản thân thôi, cho nên là những vật phong thủy của anh ba nó chỉ tương trợ một chút thôi, còn lại vẫn là cái nỗ lực của bản thân mọi người. Chào Văn Thế. Ngày mai anh khỏe cái đầu lại anh sẽ chat tin nhắn mọi người. Ngày mai anh sẽ sáng mai anh sẽ đi anh đi Biên Hòa. Sáng mai có ai ở Biên Hòa muốn rủ anh uống cà phê thì đăng ký trước. Sáng mai anh đi xuống gì? Phòng cảnh sát hành chánh. Anh xuống phòng cảnh sát hành chánh tỉnh ngay chỗ thành phố Biên Hòa. Rồi anh còn thiếu nợ em anh biết mà Châu. Anh nói rồi, người Quý Hợi năm nay thì có nhiều chuyện biến động lắm, mà biến động xấu cơ mà, cho nên là nhịn nhục cho nó qua nếu mình muốn thật sự muốn duy trì. Đó là cái điều mà người Quý Hợi cần phải để ý, chứ không phải dẫn chơi đâu ha. Huỳnh Công Dân, Tân Hợi. Anh đã nói rồi ha, Hải Huyền. Người Quý Hợi năm nay xấu mà, em phải cố gắng giữ sức khỏe đó. Người Đinh Tỵ thì năm nay là, anh nói rồi, người tuổi Tỵ thì năm nay là năm đầu tiên của năm tam tai. Tỵ Dậu Sửu 3 tuổi này sẽ chịu tam tai, và người tuổi Tỵ sẽ chịu rất là nặng. Đinh Tỵ là Thổ, năm nay là Mộc, cho nên là làm ăn sẽ gặp rất là nhiều cái điều không tốt đẹp của những năm tam tai ha, phải để ý một tí xíu. Em sinh ngày 3 tháng 2 năm 1983, bị người ta lừa em, anh ba vừa làm cho em xin số điện thoại được không? Anh nói rồi mà không chịu nghe, đúng không? Anh năm nay anh làm cái video clip mà nữ sinh năm 83 hay nam sinh năm 83, anh nghĩ rằng anh sẽ tệ lắm, anh sẽ phải có được 150.000 lượt view, tức là 150.000 lượt xem để mà ứng dụng vào cuộc sống.
Tuy nhiên đến giờ phút này thì nó chỉ mới có đạt một nửa, trong khi nó đã đi đến tháng 3 rồi. Thì anh nghĩ rằng là người Quý Hợi không có tin, thì không tin thì gặp chuyện thì cũng phải chịu thôi, chứ biết sao giờ. Từ các em không chịu tin mà, các em tin vào bản thân các em không, các em không tin chuyện này thì bây giờ các em gặp chuyện thì các em mới la ai, đúng không? Nhất là các em nam bạn, la ai bây giờ phải là bản thân mình thôi, đúng không? Nếu như mà xét về tuổi á, thì Mậu Thìn là mộc, anh chỉ giải thích như thế này: người Ất Sửu á, là người tính toán, chi ly, hơi keo kiệt một tí xíu, với người ngoài, còn gia đình thì không có vấn đề. Ất Sửu thì kim, em là thổ, cho nên là canh với ất á, thì canh canh ngọ với ất sửu thì đường con cái nó tốt đẹp hơn. Tuy nhiên á, là người canh ngọ là tính thì thoải mái phóng khoáng, ất sửu thì ki bo, dạng là tính toán quá, tính cho bản thân mình nhiều hơn là người khác, sợ là khắc khẩu. Mậu Thìn thì lại hướng ngoại, gốc thì Mậu Thìn với lại canh ngọ là một người thổ, một người mộc, cho nên là được con cái sẽ khó được nhiều. Nhưng đầu á, nãy anh bấm lộn mà để lát anh sửa. Đó, thấy không? Bây giờ anh sẽ nghe là một cái người mà nữ Quý Hợi họ có cách hóa giải không? Anh nói đi nói lại rồi, anh chỉ là người xét được là tốt xấu nó như thế nào thôi, chứ còn mà vượt qua nó như thế nào hoặc là tận hưởng cái sự tốt như thế nào của năm là do bản thân của tụi em. Anh chỉ báo cho em biết trước là con đường phía trước rất là chông gai với đầy những ổ gà và ổ voi, còn tăng tốc hay chạy chậm lại để vượt qua là phải do bản thân của em, không có do anh được, đúng không? Anh thì cũng chỉ, anh cũng giỏi lắm, anh cũng chỉ em là đi tích phước, đi chịu khó đi chùa ha. Rồi nếu mình không có, mình không có tiền, mình không có ấy, thì mình tích phước bằng cách mình làm công quả, mình đọc kinh, mình đọc cái này cái kia để nó tốt đẹp hơn, nó vận chuyển cái sự tốt đẹp, giải bớt cái nghiệp của mình đi thì nó nhẹ nhàng hơn. Còn mà nếu như mình có tiền thì mình đi cúng chùa, là mình làm từ thiện, mình cho người nghèo, cho này cái kia. Người Kỷ Dậu thì năm nay là năm đầu tam tai, chữ Kỷ cùng hàng chữ Kỷ thì công việc nó chỉ bình bình, tuy nhiên là gặp cũng khá nhiều cái sự chống phá, đặc biệt là các mối quan hệ làm ăn với cái người nhỏ tuổi hơn. Tuổi Ất Mão thì năm nay tốt rồi ạ, tốt về cái mối quan hệ. Tuy nhiên cái chữ ất nó khắc chữ kỷ, công việc gặp rối rắm, nhưng mà dù gì đi nữa thì các anh ất khắc kỷ thì nó cũng đỡ hơn, là cũng khống chế, cuối cùng các anh cũng vượt qua được khó khăn thôi, không có sao ha. Anh thì thật sự mà nói vậy nè, anh không có chấm tử vi trọn đời cho mọi người. Tuy nhiên anh sẽ luận tử vi từng năm cho mọi người thì được. Hoặc là anh, mọi người nói với anh về tuổi của mọi người, anh sẽ đem anh cân. Thí dụ như năm chỉ hay một lượng, hay một lượng hai, để tốt đẹp. Thí dụ như người người của em sinh ngày tháng năm đó thì người của em được nặng bao nhiêu đó, tức là cái độ may mắn của các em được bao nhiêu trong cuộc sống.
còn lại là tính vào vận niên. Thì vận niên thì hàng năm các em nên hỏi anh thì nó dễ hơn. Thằng Quý Hợi mà năm ngoái nó lừa hợp tác em á, thì năm nay em cứ yên tâm đi. Bây giờ tới cuối năm thì nó cũng vô chỗ nó ngồi thôi, đúng không? Cho nên là em yên tâm đi. Mình hãy dùng đức năng thắng số. Hai vợ chồng mà 82, 83 thì đây là cái giai đoạn cực kỳ khó khăn. Phải cố gắng ha, gọi là mọi điều để mình vượt qua một cách nhẹ nhàng. Năm nay tuổi Nhâm Tuất dĩ nhiên là sẽ tốt hơn năm vừa rồi rất nhiều. Tuy nhiên mà gọi là cái năm mà thuận lợi mà về làm ăn chọn đời tốt đẹp, và gọi là năm nay đối với người tuổi Nhâm Tuất là khoảng được 5 điểm rưỡi, trong khi năm ngoái là có 3 điểm thôi. Bây giờ mất tiền rồi thì bây giờ như thế nào đó, thu vén gọn gàng lại thôi chứ biết sao giờ em, đúng không? Mậu Ngọ thì năm nay là một năm người ta gọi là năm Ngọ gặp Hợi là tứ tuyệt, người ta gọi là hung niên của năm. Tuy nhiên một số sách nói như vậy, một số sách nói là năm nay là anh có nghiên cứu về tử vi thì Mậu Ngọ năm nay là nữ mạng không đẹp lắm, nam mạng mới đẹp. Dạ. Chị Trang Pham năm tháng 2 70 âm lịch lúc 5 giờ sáng. Tháng 2 tháng Mão giờ Mão người tuổi Tuất. Vậy là bây giờ là sống với chồng thứ hai hay là không còn chồng, chị Trang Phan nè, với người tuổi Mão sinh giờ Mão nè. Mai Hiền em hỏi gì anh em? Vì đó bởi vậy cho nên là thấy là thấy người canh Tuất này là Trang Phan, thấy sư canh này bởi vậy nói là người sinh tháng Mão là giờ này mà hỏi anh là thường là không còn không có có tình cảm, phải cô đơn. Nói thật sự giờ mà nói vậy nè, chẳng qua là mọi người hỏi nhiều quá, trả lời không hết, rồi sót, rồi xong mọi người trách cứ. Nhiều người nói thật sự, nói mấy ngày vừa rồi là có nhiều người gọi anh mà hỏi cà chớn là anh quạt lại luôn. Tại vì thật sự là anh mệt mỏi, mấy người vừa 2-3 ngày vừa rồi là thật sự anh bị stress với cái áp lực công việc của bên anh, rồi áp lực của mọi người hỏi, là thật sự là mấy ngày vừa rồi là anh bị stress thật sự. Tuy là không phải vào tháng giêng nhưng mà mỗi ngày anh nghe không dưới 70 cuộc điện thoại từ 2 giờ tới 10 giờ. Thậm chí là bây giờ ngày hôm nay anh mệt quá anh tắt điện thoại từ sáng tới giờ luôn. Từ sáng giờ anh tắt điện thoại luôn, không nghe cuộc điện thoại nào hết. Tuy nhiên là vô hồi nãy vô đọc báo thấy mọi người Quý Hợi gặp rất là nhiều rối rắm. Nào kẻ chết, người bị bắt, người bị tước hết quan phục, mọi thứ. Thì anh nghĩ rằng là chắc là mấy em Quý Hợi không tin, đúng không? Không tin phong thủy, không tin vận hạn gì hết.
cho nên gặp chuyện khó khăn thì thôi kệ vô 88 thôi, biết đâu giúp được các em ha. Mai Hiền, nếu như em có giờ sinh luôn thì nó sẽ tốt hơn, anh sẽ dễ trả lời em hơn. Chứ còn bây giờ em hỏi anh như vậy mà biểu anh trả lời không biết làm đời em sao, tức là phải chấm cái tử vi của em ra mới biết giải thích đời em sau này nó suy nghĩ như thế nào. Chứ anh đâu có thể nào anh mở miệng em phán ở đời em mai mốt tốt lắm, mai mốt em khổ em chạy qua em chửi anh sao, đúng không? Như vậy em hỏi là một cách là anh chấm cái tử vi. Nếu mà em hỏi câu hỏi đó là anh phải bỏ ra 10 tiếng đồng hồ anh giải thích xong, anh chấm xong anh mới trả lời em được đó. Cái đó là nói thật đó Mai Hiền, đúng không? Cho nên là hỏi câu nào ngắn ngắn thôi, hỏi câu nào mang ý nghĩa thực tại một tí xíu. Ví dụ chồng em như thế nào, em với chồng em tuổi đó thấy tốt hay không, hay là con em như thế nào thì em còn trả lời được. Em hỏi một câu hỏi có ngắn lắm, em hỏi có một chút là thôi, nhưng mà nó phải trả lời 10 tiếng mới trả lời xong. Hai vợ chồng là Kỷ Dậu với Ất Sửu nè, nghĩ là Tỵ Dậu Sửu tam hợp đúng không, cho cưới đúng không, chứ đâu có biết là chữ Ất nó khắc chữ Kỷ, rồi là một người kim một người mộc rồi đó. Cho nên là hỏi làm sao mà nó không có nó không có rắc rối được. Người Ất Sửu, Ất Sửu Thìn Tuất Sửu, Ất Ất là cung tốt, Kỷ là cung, Kỷ là tốt. Trai cung tốt lấy gái cung cấn là tuyệt mạng. À, hai vợ chồng em giỏi lắm, đi coi mà đi coi ông thầy nào cũng cho cưới cũng là tài lắm, cưới mà lên đèn rồi đầy đủ cũng tài lắm. Bởi vậy hai vợ chồng làm hoài không có dư là đúng rồi. Đúng không? Hai vợ chồng em là vừa khắc mạng, cung hôn nhân lại là tuyệt mạng. Ha, Ất khắc Kỷ, chỉ bốn cái mà xét về hôn nhân chỉ có cái tam hợp Tỵ Dậu Sửu thôi. À, tam hợp Tỵ Dậu Sửu là cá tính mình giống nhau. À, thế là mình cùng thích một màu, mình cùng thích cái cá tính của mình khá nhau, đầm ấm là thích với nhau. Tuy nhiên là ba cái còn lại là ảnh hưởng tới con cái, ảnh hưởng đến vận hạn, ảnh hưởng nó làm ăn, nó trục trặc. Mà bây giờ thì không có cái chuyện mà chỉ có hòa hợp về tình cảm là có thể sống được với nhau. Thời buổi này là không có một quả tim vàng với tích liệu chanh. À, bây giờ làm ăn không được là xảy ra trục trặc liền. Đó, cho nên là đừng hỏi tại sao. Này là hồi hồi đi cưới là người ta coi ngày cưới là người ta đã nói rồi ha, yêu đương quá phải chấp nhận thôi, bây giờ khó khăn là phải đồng lòng cùng vượt qua. Thế giờ biết kêu ai bây giờ? Năm nay chị Trang tham chị lấy chồng cũng được mà, năm nay hả đào hoa nó vẫn khá mạnh nè, lấy đi. Lấy ông tuổi gì vậy Trang tham?
Bây giờ nếu mà với tuổi của tụi em á, Hồng Gia chỉ có sinh vô năm Sửu luôn cho tam hợp nó hóa giải luôn. Tức là sinh 2021 của tụi em sinh một đứa là hóa được giải hết, là cái sự xung khắc của nó sẽ bớt. Bây giờ thì chịu khó nhịn nhục nhau đi, còn không có thì một đứa đi làm xa đi. Tới cái năm Tý, giữa giữa năm Tý quay về làm một mụn, mà tới năm Sửu đẻ ra là êm liền. Đó là cách hóa giải duy nhất. Êm chỉ là hóa giải 50% của cái tuổi của em thôi. Cái đó là nó thật sự. Đặc biệt là 3 năm này là tỵ dậu sửu nè, 3 năm tới nè, 3 năm tam tai nè, cực kỳ khó khăn. Anh sợ là tụi em không không qua nổi năm tỵ. Tân Mùi bà có chịu yêu ai đâu, bà Dương Trang này, Tân Mùi 1991 này, bà nhanh chán người ta quá mà lấy đâu mà ấy. Mậu Thìn tỷ với Bính Tý năm nay sinh em bé được không? Được em. Chị Hoa Hoàng là Ất Tỵ. Tránh tháng 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 3 âm lịch này ra là được nè, Nhâm Tuất tránh tháng 3 âm lịch này ra là tháng nào cũng được. Mai Hiền anh ơi, xin anh giúp em con gái em 23 giờ 35 phút ngày 10 tháng 7 2015 và con trai sinh vào 6 giờ kém 15 5 giờ 45 ngày 25 tháng 11 năm 2016. Ủa, năm một luôn hả? Thầy Tử Vi nói con em sinh thời sinh nơ, đứa nào nói kêu đó quýnh nó chết mẹ nó đi, chù người ta không, con người ta khỏe phơi phới, chù chết non. Hai vợ chồng tuổi gì không có nói, không có nồi thằng nào biết. Có Dương Trang à, năm nay là Tân Mùi là có cung đào hoa, có luôn Hồng Loan luôn, cho nên là dễ có cưới sinh. Nhưng mà em cô này mà cô có yêu ai lâu dài được đâu. Nói chứ anh ghét nhất là những người mà nói cái tử vi của người ta mà nói mà cái kiểu hăm dọa lắm nha, nói cái kiểu mà nói xấu để cho cái phải cúng kiến phải đồ này kia, anh ghét lắm luôn á. Trên đời anh thù nhất là cái loại người đó. Thật sự mà nói, nếu như anh xét thấy là cái người đó có tử vi xấu, cái người đó tử vi có chết non đi nữa hay là như thế nào nữa thì cũng phải nói tránh nói giảm cho người ta đúng không, rồi chỉ cho người ta tạo phúc để mà cứu cái vận mệnh của con người ta, chứ ai đâu mà nói ra như vậy hăm dọa. Ừ, số nó phải chết non á, số nó vậy kia cúng kiến đi, mà thực sự nhiều khi nó không phải vậy. Anh nói rồi nè, anh sư phụ anh đúng không, sư phụ anh là một người rất là giỏi, coi cho nói thật ra là
coi cho rất là nhiều cái người mà nổi tiếng, thậm chí là lãnh đạo cấp nhà nước từng phải đến gặp nạn, từng phải đến nhờ sư phụ anh. Ông nói anh nè, nếu như không chịu làm phúc, ông nói anh ông không sống qua 35 tuổi. Mà thiệt sự năm 35 tuổi anh rớt từ sân thượng một cái ngôi nhà có 3 tầng xuống đất, mà anh không gãy một cái xương nào hết. Anh nói vui với mọi người, khi mà anh nằm trong bệnh viện tới ngày thứ năm ra ha, là nhân viên của anh nó phản loạn hả, nó dắt nhau nó đi hết, làm quản lý ca sĩ mà dắt nhau đi hết. Tới cái lúc mà anh tới ngày thứ sáu anh bực quá, anh bỏ anh về, là em có tưởng tượng là trên cái cánh tay anh lấy cái năm ngón tay anh hườm vô là y như là có năm một cái người nào nó nắm cái tay anh lại. Nhưng mà chẳng lẽ anh đang té anh lấy tay anh nắm tay anh, đúng không? Dĩ nhiên người té là người ta phải quơ tay quơ chân nhé, chẳng lẽ anh nắm như đó vậy mà có người nắm vậy đó. Thì nhớ, anh nói đi nói lại cũng giống như nói người, mấy người quý hợi vậy đó, là phải tích đức tích phước, đúng không? Muốn sống dai, đúng không? Biết làm phước làm đức. Còn bây giờ con nó còn nhỏ, lỡ như mà thật sự nó rơi vào cái như mọi người nói, thế thì lỡ mình bở đi coi ông này ông hâm mình, thì mình phải biết là coi như là làm thành thiện tích đức, vừa hồi hướng cho con, cầu đi chùa cúng ít đây, cầu cho nó viết cho nó cái lá số cầu an. Mấy anh thầy chùa ông đâu có lấy 20.000 ông cũng đọc cầu an, 30.000 ông cũng đọc cầu an, thậm chí không có gì hết ghi cầu an ông cũng cầu an bình thường. Tại vì mấy người tu là gì, người ta cu sáng đọc kinh chiều cái gì sáng công phu chiều đọc kinh ha, để mọi thứ để có công đức mà hồi hướng cho chúng sanh. Cho nên là mình cứ nhờ vậy, nhờ cái phước đức của mấy ông, chứ đừng có nghe người hâm người đồ sợ. Anh ghét lắm, anh ghét mấy cái ông kiểu đó lắm. Hải Lê, năm nay quý hợi thì cần cẩn thận nha, nhiều điều lắm em, năm nay cực kỳ khó khăn, vượt qua hết năm nay đi tính. Năm nay là anh nói với em là xấu lắm luôn á. Chào Hồng Nguyên nha. Chồng bính dần, vợ đinh mão, cả hai này bính đinh cùng hàng, cho nên là hai vợ chồng có kết hợp làm ăn vẫn bình thường nha Bình Huỳnh. Nam quý hợi, nữ tân mùi, ok được á, nhưng mà đều có con cái là mai mốt là đẻ con là trai trai không, gái gái không à. Giáp một mẫu, mẫu tí 2010 canh dần canh dần canh dần. Cái mấy đứa nhỏ này đều tốt mà. Jesse Thủy nè, chù chà lâu lắm mới gặp Kiều Nương FPT. Rồi dạo này kiếm được con nào chưa mày? Còn chổng mông lên mà gào không? Tao nhớ năm nay là bính dần là êm rồi, cho nên là êm rồi đó, bận biểu nó đâu thèm vô thăm anh ba nó đâu. Anh ba ơi, coi giúp em với,
vợ thân, hai vợ chồng gì canh thân, vợ canh thân chồng giáp dần nè, cưới nhau lâu chưa? Làm gì vất vả, mấy đứa sinh 2008, 2018, 2018 ngon mà Thái Tuấn, cha mẹ tuổi gì? 7 năm rồi hả? 7 năm được mấy đứa rồi 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 rồi, rồi. Canh thân với lại giáp dần nè, dạo này á là kiều nương FPT nè, dạo này làm ăn được rồi quên anh ba luôn, đâu có vô ủng hộ anh ba gì nữa đâu. Ta nói là nam giáp dần thì lận đận tình duyên, nữ mộng ngọ là trưng chiên vợ chồng, cho nên là bạn hai cái người này là không nên ở với nhau, tuy là có dần ngọ tức tam hợp à, nhưng mà chữ mậu nó khắc chữ giáp à, mình chữ giáp nó khắc chữ mà chữ mậu à, cho nên là không có êm, thôi đừng dính vô. Ông quý sửu á thì được hơn chữ mậu hợp chữ quý, tuy nhiên á, là sửu với ngọ đó là bị nhị hại, cho nên là hay ông quý sửu ông có ổng không có lãng mạn, người ổng là nó như vậy đó, nhưng mà quý sửu thì hợp hơn là giáp dần. Năm nay bính dần thì rất là tốt đó tiền lương ha, tại vì chỉ có tháng 1 và tháng 2 là hơi khó khăn thôi, tại vì tháng 1 là tháng bính dần luôn cho nên là hơi khó khăn thôi, chứ tháng 2 nó thấy đầu tháng 3 này êm rồi mày. Chào à, Nguyễn Văn Sơn. Dạ nên ất tỵ phải cho anh biết tháng sinh ngày sinh thì anh mới khuyên là nên đi nữa hay không. Nhâm ngọ bính thìn, anh nghĩ rằng vợ chồng em á, với cái tuổi bính thìn này thì em nên sinh vào năm Tý nó sẽ tốt đẹp hơn, đó là canh. Thì bây giờ em đã có một đứa nhâm ngọ là tam hợp dần ngọ tức với em rồi, thì em nếu mà được thì em sinh được một đứa tuổi Tý nữa, thì thân Tý thìn tam hợp lại với chồng em nữa, thì là có hai cái khung để mình căn cái gia đình của mình lại thì nó sẽ đẹp hơn. Thôi đúng rồi, người giáp dần thì người ta miệng lưỡi lắm, lanh lẹ lắm, nhưng mà nói thì vậy đó à, người ta nói gỗ mục dễ xài đúng không, mình đã trải qua một lần rồi miệng lưỡi quá
cũng nguy hiểm lắm đúng không? Mấy bà dắt mấy bà mộ ngọ mà bà ghen lên là đạp đổ, giờ có bao nhiêu cái tốt thì mấy bà cũng đạp đổ. Cho nên thôi bây giờ biết sao giờ, thà nó vậy, ổng khô khan nhưng mà ổng ít có thể hiện tình cảm, nhưng mà ổng thương yêu mình thật lòng. Anh nói vui vậy nè, người mà dắt dần á, dắt dần với canh thân á, là dần thân là lục xung ha, năm nay là năm hợi, dần thân tỵ hợi đó, cho nên là vừa là năm lục hợp, vừa là năm lục xung, vừa năm lục hợp và vừa là tứ nằm trong tứ hành xung. Thân hợi là cũng là lục xung luôn, cho nên là hai vợ chồng hôm nay tay tù lắm. Em muốn anh giúp em với. Mình nói bậy á, có tin tin không tin thôi à nha. Tôi nói bậy lắm á. Thực sự là uống viên thuốc giờ bây giờ mình buồn ngủ rồi. Cho nên là chắc là hẹn lại mọi người trả lời mọi người sau. Có thể là ngày mai nếu mà hết nhức đầu thì mình sẽ lục Facebook ra, mình sẽ lôi ra với khoảng, hình như Facebook hôm nay hồi nãy mình có ngó vô khoảng 400 năm mấy cái tin đó, thì mình sẽ lượt lại, mình sẽ trả lời mọi người. Chứ để mà ở trong một cái video live stream trước mình kêu là mọi người có gì thì mọi người inbox vào Facebook tên là Cõi Tử Vi để mình trả lời cho mọi người, mà inbox vô thì mình im luôn, cho nên là mọi người trách mình thì cũng có cái đúng chứ không phải là sai. Tuy nhiên là mình cũng nói thật sự là năm nay mình có nhiều công việc, mọi thứ nó hơi khó khăn. Thật sự là mọi người mỗi năm mỗi tháng mọi người hỏi mình nhiều hơn, mọi người gọi điện cho mình nhiều hơn, cái áp lực, cái công việc, cái áp lực mà phải giải quyết cho mọi người nó rất là nặng. Mọi người đó cứ nghĩ đơn giản lắm, gọi cho mình cái là mình giống như là mình làm máy vi tính mình đọc ra được đâu có. Mình rất là suy nghĩ, mình phải tính rất là nhiều thứ để mình trả lời cái câu hỏi của mọi người, chứ ăn bậy thì được, chứ nói bậy là mọi người chỉ chích dịch cho nên là hao calo lắm. Nhiều người nói thấy trời anh ba sao anh ba ăn ngủ không, mà sáng ngủ tới 8 giờ mới dậy trưa là phải ngủ trưa tiếng 2 tiếng đồng hồ, chứ không là bị khan tiếng, bị bệnh. Chứ mọi người làm việc giống mình đi, tại sao phải ngủ tới 8 giờ? Tại vì 2 giờ sáng mình mới ngủ, 8 giờ mình mới thức dậy không, rồi trưa mình ngủ. Nhưng mà mình làm việc tới 10 giờ, mọi người làm việc tới có 8 tiếng thôi, mình là từ 2 giờ tới 10 giờ là mình phải trả lời mọi người liên tục, hết điện thoại này tới điện thoại kia, rồi đó là buổi sáng 8 giờ tới 11 giờ là mình phải lượt tài liệu, mình lấy tài liệu một mọi thứ để mình chia sẻ với mọi người. Nói thật sự ra là nói mình hỏng. Nếu mà làm mọi người làm mình thì mọi người sẽ thấy là cái áp lực công việc nó nặng cỡ nào. Tuy nhiên không phải gì vì vậy là mình tránh né, là mình không ấy với mọi người thôi. Tuy nhiên là mình nói rằng đó là cái duyên. Ví dụ như cái duyên mà tự nhiên mình đang lúc rảnh rỗi thì mình sẽ giải quyết hết cho mọi người để mọi người tốt đẹp. Mình rất muốn, nói thật lòng luôn, mình đi ra đường mình thấy một người khổ là mình đã muốn giúp rồi, chứ đừng nói là mọi người có duyên gặp mình, có duyên kết nối với mình. Cho nên là mọi người cứ kiên nhẫn. Thí dụ như lỡ như nhắn mình một lần mình chưa trả lời thì nhắn tiếp hai lần, ba lần, mình sẽ thấy được và mình sẽ trả lời cho mọi người. Mình hứa điều đó. Ha, mình không có phải như là mình không coi mình là một người nổi tiếng, không có coi mình là một cái người hơn mọi người đâu. Mình chỉ là người chia sẻ, mình coi đây là cái nghiệp, mình phải giúp mọi người. Như mình cũng hay nói vui đó là kiếp trước mình làm hành khất
mình đi xin ăn để một được sự bố thí của tất cả mọi người ở kiếp trước, cho nên là kiếp này mình phải đi làm cái việc gì đó để trả lại cho mọi người. Nó vậy thôi. Và còn có tùy duyên ha. Rồi, rất vui mọi người đón xem cái chuyện phim của mình, tuy là hôm nay rất là khuya. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái buổi chuyện phim khác ha. Bye bye mọi người.